Xin chào bạn học sinh thân mến, mình tên là Ngô Cẩm Ly, học sinh lớp 8B, trường trung học cơ sở Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Ước mơ của mình sau này khi lớn lên, đó là trở thành một nữ cảnh sát giao thông nhanh nhẹn, hoạt bát và tích cực trong công tác phòng ngừa tai nạn giao thông. Hôm nay, đến với hội thi tuyên truyền viên nhí năm học 2021-2022, mình xin gửi tới các bạn chuyên mục về an toàn giao thông học đường. Đây là một vấn đề lớn được cả xã hội hết sức quan tâm. Các bạn học sinh thân mến, đi khắp các nẻo đường gần xa, khẩu hiệu an toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà, như lời nhắc nhở cũng là lời cảnh báo với những người đang tham gia giao thông, hãy chấp hành luật giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và hạnh phúc cho gia đình, toàn xã hội. Vậy, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, một trong những điều mà chúng ta phải luôn ghi nhớ là tham gia giao thông đúng luật. Các bạn có biết, theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong giai đoạn hiện nay, tình hình về trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc diễn biến phức tạp. Số vụ tai nạn giao thông có giảm nhưng vẫn đang ở mức cao. Tính trung bình, mỗi ngày có 17 người đột ngột ra đi vĩnh viễn, không trở về nhà và hàng trăm người khác phải đau đớn, vật vã vì bị thương tật do tai nạn giao thông. Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, 9 tháng đầu năm 2021 diễn ra 90 vụ tai nạn giao thông, làm chết 64 người, bị thương 69 người. So với cùng kỳ năm 2020, giảm 3 vụ tai nạn giao thông nhưng tăng 3 người chết, giảm 25 người bị thương. Theo nghiên cứu, thì số vụ tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Mà nguyên nhân hàng đầu là do số lượng các bạn học sinh điều khiển xe máy điện, xe đạp điện tăng cao. Trong khi đó, ý thức tham gia giao thông còn hạn chế nên đã vi phạm luật giao thông như đi sai phần đường, vi phạm quy định về tốc độ và không chú ý quan sát. Tình trạng học sinh chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, đi xe máy đến trường, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, đi dàn hàng ngang, phóng nhanh vượt ẩu, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, sử dụng ô dù, điện thoại, kéo đẩy xe khác khi tham gia giao thông là chuyện thường gặp hàng ngày ở nhiều tuyến đường. Điều đặc biệt ở lứa tuổi học đường chúng ta, nhiều bạn còn bồng bột, thích thể hiện cái tôi cá nhân, đi xe lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ khi tham gia giao thông đã dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Một số phụ huynh còn vi phạm pháp luật về an toàn giao thông khi đưa con đến trường như chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, dừng đỗ xe tràn lan trước cổng trường gây ách tắc giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Các bạn học sinh thân mến, bảo đảm trật tự an toàn giao thông là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Trong đó có vai trò của những bạn học sinh, chủ nhân tương lai của đất nước. Chúng ta hãy xây dựng cho mình một ý thức tự giác chấp hành luật an toàn giao thông đường bộ, nhường nhịn giúp đỡ nhau, thực hiện văn hóa khi tham gia giao thông. Hãy luôn ghi nhớ, khi tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phân đường, làn đường quy định, chấp hành nghiêm túc hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ, không được uống rượu bia hoặc sử dụng đồ uống có cồn, các chất kích thích và ma túy. Luôn đội mũ bảo hiểm và cài quai đúng quy định khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện. Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô. Khi điều khiển phương tiện không được phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng trên đường. Khi chuyển hướng phải chú ý quan sát, giảm tốc độ, có tín hiệu báo hướng rẽ, nhường đường cho những xe đi ngược chiều. Không được chở quá số người quy định, không sử dụng điện thoại, ô dù khi đang điều khiển phương tiện. Không kéo đẩy xe khác trên đường khi tham gia giao thông. Không điều khiển phương tiện đi sang hàng 3, hàng 4 trên đường giao thông. Không tụ tập dưới lòng đường, trước cổng trường gây ách tắc, mất an toàn giao thông. Hãy giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho các phương tiện tham gia giao thông ưu tiên từ bất kỳ hướng nào tới. Không được điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Các bạn học sinh thân mến, vi phạm về luật an toàn giao thông sẽ được xử lý nghiêm theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ và đường sắt. Hiện nay, để hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông diễn ra trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình, lực lượng công an đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông để làm gương, răn đe, tạo nên nét đẹp văn hóa tham gia giao thông trong cộng đồng.
Đồng thời, lực lượng công an cũng đã phối hợp với các trường học triển khai nhiều biện pháp trong việc quản lý giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của chúng ta trong việc tham gia giao thông an toàn. Hưởng ứng nét đẹp trong văn hóa giao thông học đường, Liên đoàn Trường Trung học Cơ sở Quảng Long của chúng mình đã tổ chức rất nhiều biện pháp hay nhằm tuyên truyền, giáo dục cho các bạn học sinh tham gia giao thông an toàn như xây dựng cổng trường an toàn giao thông nhằm nhắc nhở các bạn học sinh và phụ huynh luôn nêu cao tinh thần chấp hành luật an toàn giao thông, tổ chức buổi ngoại khóa vẽ tranh tuyên truyền với chủ đề an toàn giao thông trong nụ cười ngày mai, tổ chức các buổi sinh hoạt đội tuyên truyền về các biển báo hiệu đường bộ, hướng dẫn các bạn cách đội mũ bảo hiểm đúng quy định, cách điều khiển xe đạp điện, xe máy điện an toàn, tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, tích cực tham gia các cuộc thi tuyên truyền về chủ đề an toàn giao thông và đạt giải cao. Đặc biệt là đội tuyên truyền mang non của liên đội chúng mình thường xuyên viết bài về an toàn giao thông để tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của nhà trường nhằm nhắc nhở các bạn hãy tự giác chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Học sinh chúng ta hãy chung tay hành động vì thật kỳ an toàn giao thông các bạn nhé. Chúc các bạn luôn an toàn trên mọi tuyến đường và là những tuyên truyền viên tích cực góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Chuyên mục của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.